Xin chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh Chậm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Hôm nay khách mời của Season 2 Hành Trình Chuyển Hóa là chị Lê Thanh Phúc. Chị Phúc là một người bạn thân thiết của mình từ mấy năm nay. Chị Phúc cũng có thời gian làm ở những cái tập đoàn đa quốc gia ở các thành phố lớn. Sau một thời gian thì chị Phúc chuyển qua làm việc trong lĩnh vực phát triển con người. Và cuối cùng thì chị Phúc đã cùng chồng là anh Philip sáng lập lên mô hình La Via Bell, là một mô hình lưu trú mà ở đó hoạt động dưới dạng Karma Stay, hay là một cái tinh thần trao tặng và dựa trên sự phục vụ phi vụ lợi giữa người và người với nhau. Ngoài ra thì La Via Bell cũng có thể được coi là một cái không gian giáo dục hỗ trợ cho người tham gia trải nghiệm thiên nhiên bên trong và bên ngoài, thông qua thực hành là yoga, thiền, sáng tạo nghệ thuật biểu đạt, kết nối bản thân, con người và thiên nhiên, và cùng thực hành một cái lối sống rất là giản dị trong cái tinh thần sẻ chia, tự chủ và hòa hợp. Đồng thời chị Phúc cũng là một người thực hành yoga, thiền lâu năm, và chị có nhiều năm dạy học sử dụng những cái công cụ mà mình đã thực hành. Là ngoài yoga thiền, chị còn sử dụng nhiều những cái liên quan đến nghệ thuật trong cái sự phát triển con người, đúng không chị Phúc? Rất là cảm ơn chị Phúc đã đồng ý thực hiện phỏng vấn đến lần thứ 3. Thì một cái fun fact là mình và chị Phúc, bởi vì là chị Phúc ở Đồng Nai, nhưng mà mình ở Đà Lạt, thì hai chị em đã cố gắng, mình năn nỉ chị Phúc là cho mình phỏng vấn online, mặc dù bình thường chị Phúc chắc hình như là chưa bao giờ được phỏng vấn online và đồng ý, đúng không? Đồng ý phỏng vấn online, nhưng mà sau đấy thì vì những cái trục trặc kỹ thuật, cuối cùng là mình bảo là thôi chị Phúc cho em tự mò đến Nam Cát Tiên, tranh thủ đi chơi, tranh thủ nghỉ ngơi. Bởi vì là bản thân em khi mà đến La Via Bell ấy, thì lúc nào cũng cảm thấy rất là thoải mái và thư giãn. Mặc dù ở Đà Lạt ấy, thì luôn luôn là có những cái thực hành tương tự như La Via Bell rồi, nhưng mà lại không có một cái tập thể ở bên cạnh mình, thì đôi khi cũng nhớ người. Tuy nhiên là ở trong cái không gian của La Via Bell thì thường em thấy là mọi người đến á, những cái khách lưu trú hay là những bạn đến tham gia các chương trình của La Via Bell thì thường là thích, bởi vì là có những người là họ đi ra từ những cái hộp của những cái công sở, những cái văn phòng, và rồi đến đây thì họ mới được tiếp chạm với một cái không gian rất là rộng của thiên nhiên và của những cái tinh thần trao tặng mà bình thường rất là khó tìm được trong môi trường công sở của họ. Vậy thì, nhưng mà chị Phúc cũng là người đã từng đi ra từ cái môi trường đấy, đúng không? Mà lại còn phải di chuyển giữa các thành phố lớn nữa. Thì, và cái con đường dịch chuyển của chị là từ môi trường công sở như vậy, môi trường tập đoàn đa quốc gia, môi trường tập đoàn lớn, qua đến cái lĩnh vực phát triển con người của những cái tổ chức phi lợi nhuận ha. Và rồi cuối cùng là về sáng lập lên La Via Bell, thì đó là một cái sự dịch chuyển mà chị có tính toán từ trước qua các bước lên kế hoạch, hay là một cái sự dịch chuyển mà nó là ở mỗi bước đó là một cái sự phản ánh của chị đối với những cái nó diễn ra mà không có hoạch định? Cảm ơn Nam Phương, rất là vui được trò chuyện cùng các bạn ngày hôm nay. Một câu hỏi cũng rất là thú vị. Mình nghĩ là có sự kết hợp của cả hai. Có sự kết hợp của cả hai, bởi vì là khi mà mình còn làm ở cái tập đoàn đa quốc gia, cái lúc đó mình thấy là thực sự là cái lúc đầu á, thì cái công việc nó, mọi thứ nó rất là trôi chảy, và mình cảm thấy là đấy là cái mà mình một cái thứ do giúp cho mình phát triển rất là tốt. Mình cũng chỉ biết vậy, và sau đấy mình cứ leo lên, rồi mình leo cao lên, thì mình làm cho cái tập đoàn đấy khoảng độ 9 năm. Và sau đó thì đến một cái ngưỡng mà mình bắt đầu, khi mà mình bắt đầu cứ lên càng cao, lên cao, cao, cao hơn nữa, thì đến một cái lúc mình bắt đầu đặt câu hỏi rằng là liệu đây có phải là cái mà mình sẽ theo đuổi suốt cả cái hành trình còn lại của cái đời mình không? Thì lúc đó một cái câu hỏi lớn nó đặt ra như vậy, và cái đó nó sẽ kéo dài trong khoảng độ 1-2 năm gì đó, và đến một cái ngưỡng thì mình quyết định là mình nghỉ. Mình nghỉ, lúc đó mình cũng chưa biết là mình sẽ làm gì, nhưng mà lúc đó là thực ra cái tại thời điểm đấy mình biết rằng là cái điều đấy nó không còn phù hợp với mình nữa, và mình cần một cái sự phát triển khác. Thì mình bắt đầu nghỉ, và mình bắt đầu tìm kiếm một cái lục lại những cái ước mơ, lục lại những cái mà ngày xưa mình vẫn nghĩ tới. Thì một trong những cái hoạt động đấy là liên quan đến
làm việc cho các tổ chức phi chính phủ. Bởi khi vừa mới ra trường là mình rất là thích làm social worker, làm giống kiểu như là những cái người mà có thể hỗ trợ được cho cộng đồng, rồi những cái người có thể làm những cái với mình, cái đấy là công việc nó rất màu hồng, nó rất là rất là thích, và mình mơ ước điều đó. Thì mình bắt đầu đi, đầu tiên là mình nghỉ làm ở cái tập đoàn đó, và mình cho phép mình có một cái khoảng thời gian từ 1 đến 2 năm để mình có thể làm những thứ mình muốn và khám phá những cái thứ gì mà mình thực sự thích, mà trước đó mình không có thời gian. Bởi khi làm cho các tập đoàn đa quốc gia thì bạn sẽ không có thời gian làm những thứ mà bạn thực sự muốn trong cái khoảng thời gian nó đủ đã. Thì bây giờ mình cho mình 1 đến 2 năm để làm cái công việc đó. Thì trong cái hành trình đó thì mình đi học làm giáo viên yoga, mình chơi những nhạc cụ mà mình học, chơi những nhạc cụ mà mình thích, mình khám phá bản thân mình ở những cái liên quan đến sử dụng nghệ thuật trong phát triển. Và mình bắt đầu apply để trở thành một nhân viên của một cái tổ chức phi lợi nhuận ở địa phương. Tuy nhiên thì ở cái tổ chức làm việc cho các cái tổ chức phi lợi nhuận địa phương thì nó cũng cái màu hồng trước đây thì từ từ nó mình bắt đầu tự tô thêm những cái màu mà nó xám hơn một chút, nó có thêm những cái gam màu khác, nó không chỉ là màu hồng. Và cái thời gian làm ở đó cho mình rất nhiều các cái nhận định, những cái quan sát và những cái xem xét liệu nó cũng có phải là cái mình thực sự muốn hay không. Và khi mà mình quan sát, bởi vì là mình ở trong hai cái môi trường có vẻ nó rất khác nhau, là cái do liên quan đến cái mục đích, đó gọi là cái mission, là cái sứ mệnh. Cái sứ mệnh của họ nó rất là khác. Thì bây giờ có vẻ như mình nhìn thấy vấn đề nó đều như nhau cả. Nó liên quan đến cái rất nhiều đến câu chuyện của phát triển con người. Trước đấy mình cũng làm về phát triển con người, nhưng mình làm về đào tạo ở nội bộ. Còn bây giờ thì mình cũng làm về phát triển con người, phát triển cộng đồng, nhưng mà ở một cái góc nó liên quan đến hỗ trợ những người không có điều kiện, rồi rất nhiều những cái thứ khác nhau. Trong đấy có rất nhiều những vấn đề liên quan đến vật chất. Thì mình thấy là thực ra hai cái dạng tổ chức là tập đoàn đa quốc gia và các cái tổ chức phi lợi nhuận đều có cái mục đích đều rất giống nhau, cái sứ mệnh khác nhau, nhưng mà vấn đề nó đều gặp phải, mình thấy là nó đều giống nhau, là ở cái sự phát triển con người. Và ở cả những tổ chức đó và cả những tổ chức phi lợi nhuận khác nữa thì mọi người bị burnout rất nhiều, bị stress rất nhiều. Và đúng là cái sứ mệnh thì có vẻ nó rất là đẹp, nhưng mà những con người ở trong các tổ chức đó thì mọi người cũng gặp những cái vấn đề liên quan đến sự phát triển cá nhân của chính mình, liên quan đến cái câu chuyện phát triển của chính mình và cái hạnh phúc thực sự mà họ theo đuổi có vẻ như là không có tồn tại. Thì mình bắt đầu, lúc đó mình bắt đầu có kế hoạch. Trước đó là mình theo kiểu như là mình chưa biết mình phải muốn gì, và mình làm theo những cái mà gọi là cái nhu cầu, cái sự gọi là cái tiếng nói của con tim rằng ok, mình cần phải dừng lại, mình sẽ đi làm những thứ mình muốn. Và đến cái lúc mà ở cái thời điểm mà mình làm cho các tổ chức phi chính phủ thì nó cho mình rất nhiều các ý tưởng, và lúc đó là mình bắt đầu có kế hoạch. Có nghĩa rằng là mình bắt đầu mình và chồng lúc đấy, tụi mình bắt đầu nghĩ, cứ thỉnh thoảng lại ngồi với nhau và nghĩ xem là mình cuộc sống thực sự mình muốn là cái gì. Nếu mà giả sử bây giờ không làm ở đây nữa thì cái mình muốn thành lập nó là cái gì. Và trong vòng khoảng độ tụi mình brainstorm với nhau trong khoảng độ 2 năm thì cuối cùng nó ra cái mô hình này của La Vie Belle. Nó là một cái không gian để tụi mình có thể thực sự dành cái thời gian cho mình và cùng lúc đó chia sẻ cho những người khác. Thì nó có cả hai, trả lời lại cho các bạn cái câu hỏi của bạn là nó có cả hai. Đầu tiên là nó bắt đầu từ cái nhu cầu và cái tiếng nói bên trong của mình, và mình chỉ dừng lại và đi theo cái dòng. Và sau đó thì mình vẫn giữ cái đó, tuy nhiên thì nó có các cái yếu tố liên quan đến kế hoạch và mình muốn gì, mình làm cái gì và nó sẽ như thế nào.
có cái sự mường tượng, có sự hình dung, có một chút kế hoạch ở trong đó, chắc chắn. Ok, thì trong cái câu trả lời của chị thì em để ý thấy một cái ý rất là hay á, là ở trong cho dù là môi trường tập đoàn đa quốc gia hay là trong môi trường của những cái tổ chức phi lợi nhuận, và thậm chí là bây giờ ở trong môi trường của mình đây nữa, thì cái quan tâm hàng đầu của những cái người tham gia hoặc những cái người phục vụ là nhân viên ở trong đấy thì đều là cái sự phát triển của chính bản thân họ. Tuy nhiên là cuối cùng họ phải đối diện với một cái thực tế là họ sẽ không có cái thời gian để mà làm cái điều mình thích. Và cái sự phát triển cá nhân đấy hình như là nó không có đạt được. Thì theo chị là cái nguyên nhân tại sao á, khi mà nó có phải là do cái sự, cái mục tiêu phát triển của tổ chức nó không có liên quan đến cái mục tiêu phát triển, hoặc là nó không hỗ trợ, nó không có tạo được một cái môi trường phát triển cho từng cá nhân hay không? Và nếu như vậy thì tức là những cái bên mà làm đào tạo, như chị ngày xưa chị làm đào tạo nội bộ đúng không, thì hồi đấy mình có gặp khó khăn trong cái việc giúp nhân viên phát triển bản thân của họ không? Chị nghĩ là nó sẽ có hai khía cạnh ở đây. Thứ nhất là tổ chức có khả năng làm chủ mình đến mức độ nào. Thế có nghĩa là tổ chức muốn biết mình muốn gì, và cái việc đi theo những cái giá trị của mình đó, nó được thực hiện ở cái mức độ nào. Tuy nhiên kiểu gì thì kiểu nó là một tập đoàn đa quốc gia đã nó hoạt động ở trên một cái bộ máy rất là cồng kềnh. Chính vậy có thể là bên trên tổ chức muốn gì, nhưng mà có thể là không phải lúc nào nó cũng hoàn toàn đồng bộ. Và cái sự đào tạo, dĩ nhiên là ví dụ như là cái tổ chức đó là chị vẫn rất là yêu quý nó, tại vì là nó tập trung rất nhiều vào cái sự phát triển cá nhân của mỗi người. Tuy nhiên thì nó do những cái ràng buộc về mặt lợi ích, ràng buộc về mặt nó là một cái môi trường kinh doanh, nó sẽ phải đặt yếu tố lợi nhuận và kinh doanh lên hàng đầu. Rồi nhất là nhiều các cái yếu tố liên quan đến sự cồng kềnh khác, thì cái điều đó, cái việc làm chủ của tổ chức nó đạt được nhưng mà dựa trên cái sứ mệnh của họ. Còn cái đấy là cái liên quan đến cũng tương tự như vậy với cái tổ chức phi chính phủ, thì cái câu chuyện là nó làm đến cái việc là tổ chức có khả năng làm chủ mình đến đâu, tức là không bị cuốn đi bởi những cái gì nó diễn ra ở bên ngoài và vẫn giữ được những cái giá trị cốt lõi của mình trong cái hành trình phát triển đó. Dĩ nhiên là cái giá trị cốt lõi thì có thể nó thay đổi một chút theo thời gian. Tuy nhiên thì nếu mà lúc nào nó cũng đảm bảo được tất cả những cái sự cái lõi đó, thì nó sẽ đảm bảo được cái sự ổn định của mình. Thì đấy là ở cái góc độ tổ chức. Thì tổ chức thì có sẽ ảnh hưởng đến nhân viên. Thì nhân viên nó cũng sẽ quay trở lại cái câu chuyện là nhân viên là mình có khả năng làm chủ mình đến đâu, và làm chủ mình ở đây là biết mình muốn gì và có bị cuốn theo cái công việc hoặc là những gì nó diễn ra hay không. Thì cái câu chuyện là cái câu chuyện này nó rất khó. Lý do là ví dụ như là đến lúc mình bị cái guồng công việc nó cuốn đó, là mình sẽ muốn hoàn thành, mình sẽ muốn là đạt được cái chỉ tiêu đó, hoặc là mình sẽ muốn tạo ra cái sự hoàn hảo nhất định. Bất kể là ở môi trường kinh doanh hay môi trường phi lợi nhuận, nó đều có cái điều đó. Liên quan đến cái giả sử khi mà bạn làm phi lợi nhuận chẳng hạn, bạn tạo ra một cái tác động và thấy nó được cái tác động đấy nó rất ổn, thì bạn sẽ, nếu mà không cẩn thận thì bạn rất là dễ dàng bị cuốn đi trong cái việc tham tạo ra nhiều tác động hơn. Thì đó cũng là cái câu chuyện mình bị cuốn đi trong khi đó thì để ý đến mình có để ý đến cái sự cân bằng của chính mình không. Sự cân bằng ở đây là liên quan đến câu chuyện về cái thời gian cho mình như thế nào, mình có đảm bảo đủ sức khỏe về mặt cả thể chất lẫn tinh thần để tạo ra những tác động đấy không, hay là cái sự cân bằng ở đây là cái thời gian cho gia đình, cho vợ chồng, cho con cái, cho bạn bè, cho cha mẹ, cho rất nhiều thứ. Thì đó là những cái mà mình cái khi mà cái khả năng làm chủ mình nó bị mất đi thì nó sẽ dẫn đến rất nhiều những cái vấn đề, và thường là do mình bị cuốn đi và mình không có khả năng nhìn lại làm chủ nó được nữa. Vậy thì là chúng ta thực ra là nó là một cái bài toán khó để mà tìm cách làm chủ được mình đúng không? Và đôi khi là chỉ việc là tìm hiểu xem là mình thực sự muốn gì, chứ không phải là chỉ là những cái muốn nó có vẻ như là rất là hời hợt và theo trend, hay là
theo một cái hình mẫu nào đấy ở trong xã hội người ta đang có, và cái mà mình thực sự muốn gì đấy á, thì như như chị Phúc thì chị xác định cho bản thân mình như thế nào? Thực ra đây là một câu hỏi khó với nhiều người, và nó cũng đã từng khó với cá nhân Phúc ở một thời gian nhất định, thời điểm nhất định. Tức là khi mà cái lúc mà nghỉ ở cái tập đoàn đa quốc gia kia ấy, thì Phúc, một những câu hỏi Phúc đặt ra cho mình là tóm lại là mình muốn cái gì? Mình muốn cái gì? Lúc đó mình bảo là mình muốn làm những cái công việc mà mình mơ ước trước đây mà mình chưa có cơ hội được thực hiện. Ok, làm ở tổ, bắt đầu đến lúc có thể có cái cơ hội làm ở tổ chức phi chính phủ rồi thì mình bắt đầu, thực ra là bắt đầu hơi vỡ mộng một tí. Vỡ mộng giống kiểu mà thực ra là kiểu như cũng hơi tan nát ấy, tan nát cõi lòng. Thế nhưng mà xong đấy thì thực ra là mình bắt đầu nhận ra là thực ra những cái mà mình muốn đó nó dựa rất nhiều vào cái bên ngoài, là cái môi trường đó hoặc cái thứ đó hoặc là cái... Thì xong đấy thì mình bắt đầu quay trở lại vào bên trong và đặt cái câu hỏi một cách thực sự là mình muốn gì, một cách thực sự là những cái gì nó rất quan trọng với mình. Những cái gì nó giống kiểu như là bỏ nó đi là cái sự tồn tại của mình nó sẽ trở nên vô nghĩa. Thì lúc đó là cái câu chuyện liên quan đến cái những cái mối nó bắt đầu đặt ra những cái liên quan đến những mối quan hệ, với quan hệ và Phúc nhận thấy là cái điều rất quan trọng với Phúc đó là cái sự phát triển, mình được phát triển mỗi ngày, mình được mình tốt hơn mỗi ngày theo những cái cách khác nhau nào đó. Thì rồi nếu liên quan đến cái câu chuyện với cả cái mối quan hệ với gia đình, để mình có được những cái làm sao để mình có cái khoảng thời gian nó nhiều hơn với gia đình, mình có cái sự cái mối quan hệ nó kết nối hơn với cha mẹ, với em út, rồi với tất cả những cái thứ xung quanh. Thì mình bắt đầu đặt ra cái câu hỏi đó, và cùng lúc đó thì mình cho phép mình được trải nghiệm. Khi mà mình đặt ra câu hỏi thì mình bắt đầu đi bắt đầu tìm kiếm cái câu trả lời. Và trên cái tìm kiếm đó thì đừng có tìm kiếm ở sách vở, tại vì sách vở sẽ không có đâu. Và nếu mà có thì cũng là của một ai đó, họ dựa trên cái trải nghiệm của chính họ, họ viết ra. Nhưng mà nó không phải là cái trải nghiệm của mình, nó không có thể không phải là nhu cầu thực sự của mình. Và chính vì vậy nên là Phúc cho phép mình được trải nghiệm rất nhiều ở những cái môi trường. Nó là cái tổ chức yoga cổ điển Shivananda mà Phúc tình nguyện. Nó là cái những cái môi trường mà Phúc dạy cho những cái đứa trẻ. Rồi nó là cái môi trường khóa tu mà mình được tham gia. Cái những cái trải nghiệm đấy cho mình thấy rất nhiều nhiều thứ, kể cả trong những cái môi trường có vẻ như nó rất gọi là thiêng liêng đạo mạo đó, thì nó cũng sẽ cho mình nhìn ra rất nhiều thứ, những cái vấn đề của nó và những cái trăn trở của nó. Và từ đấy mình mới rút ra một cái là thực sự tất cả mọi thứ nó nằm ở mình. Tất cả mọi thứ nó nằm ở mình, và mình sẽ phải buộc phải trả lời cho một cái câu hỏi rất lớn, đấy là mình muốn gì, và nếu dựa trên cái muốn đó thì bây giờ mình bắt đầu biểu hiện nó ra dưới dạng là mình làm gì, mình học gì, và mình có muốn chia sẻ thì mình chia sẻ cái gì. Thì cho phép mình được trải nghiệm và trải nghiệm đủ lâu. Ví dụ như là mỗi một cái chỗ, mỗi một cái không gian như vậy, Phúc cho phép mình trải nghiệm ít nhất là khoảng độ 4-5 tháng. 4-5 tháng thì coi như là cái thời gian mà còn là 2 năm Phúc cho phép mình á, thì lúc đầu là 2 năm nhưng mà sau đó thì dài hơn rất nhiều. Phúc vẫn tiếp tục trải nghiệm cái điều đó, kể cả trong cái thời gian mà làm ở các tổ chức phi chính phủ. Em thấy hay ở chỗ là chị Phúc đã nhấn mạnh thêm một chữ là phải trải nghiệm đủ lâu. Bởi vì đôi khi là mình cũng trên những cái con đường mà mình tìm kiếm những cái điều mà mình thực sự muốn và mình thực sự cần đấy á, thì em cũng thấy rất là nhiều bạn đi trải nghiệm ở rất là nhiều nơi. Ví dụ Lavia Bell chắc là cũng đã đón rất là nhiều bạn đến để trải nghiệm và tìm hiểu xem là cái cách sống này có phù hợp với mình không. Và họ sẽ thử rất nhiều bộ môn khác nhau, học rất là nhiều cái khóa học khác nhau, và mỗi thứ nó sẽ thích một ít. Vậy thì cái điểm dừng nào cho cái sự trải nghiệm này? Bởi vì nếu như mà mình trải nghiệm 2 hay 3 năm mình vẫn chưa tìm ra chẳng hạn,
hoặc mình nghĩ là mình tìm ra rồi nhưng mà mình sẽ vướng vào một số cái như là bài toán kinh tế hay là cái sự phản đối gì đấy của gia đình. Vậy thì mình sẽ nên tiếp tục tìm kiếm hay là mình quay trở về mình kiếm kiếm tiền? Tại vì cũng có một số người nghĩ như thế, bảo là bây giờ tôi phải đủ tài chính lại chứ. Thì tôi sẽ phải làm tập đoàn hay tôi phải làm gì đấy trong 4 năm, 5 năm, 10 năm, mỗi người có một cái mốc khác nhau. Rồi sau đấy tôi về vườn chẳng hạn. Vậy thì cái như thế nào thì nó nên là điểm dừng của mỗi người trong cái sự trải nghiệm và tìm kiếm này? Cảm ơn câu hỏi rất là thú vị của Phương. Có hai khía cạnh ở đây. Thứ nhất là cái câu chuyện trải nghiệm. Phúc nhắc lại là cái trải nghiệm ở đây là Phúc lúc đó Phúc đã biết mình muốn gì và Phúc cho phép mình trải nghiệm và khai phá thêm những thứ mà mình trải nghiệm đó để có thể rút ra một cái gì đấy cho mình. Lúc đó là Phúc đã muốn là Phúc muốn đi cái hành trình yoga, Phúc muốn đi cái hành trình một cái từ sáng choang hơn mọi người hay dùng đấy là chuyển hóa ha. Thì cái Phúc xác định là Phúc muốn đi theo cái hành trình đấy rồi và Phúc có một cái nền tảng là Phúc đã học một cái và bắt đầu và đi trên cái hành trình với yoga và thiền rồi. Và chính vì vậy nên lúc đó về mặt công cụ Phúc đã biết là mình muốn gì rồi. Và Phúc sẽ cho phép mình trải nghiệm ở những cái môi trường khác nhau đủ lâu, tầm 4-5 tháng đó để biết là cái đấy nó vận hành như thế nào, nó mình thiếu gì ở đó, mình cần gì ở đó, mình học được gì ở đó, đó tất cả những cái đó. Thì chứ không phải là đi trải nghiệm để biết mình muốn gì. Tức là cái lúc đó là Phúc đã biết mình muốn gì rồi và bây giờ mình đi trải nghiệm để có thêm những cái kiến thức sâu hơn về nó. Còn dĩ nhiên khi mà các bạn đã thực sự các bạn chưa biết mình muốn gì và mình bạn khai thác cái điều đó thì có thể bạn hoàn toàn có thể giả sử bạn đang học đại học. Bạn đang học đại học và bạn hoàn toàn có thể tìm một kiếm một công việc làm thêm nào đó để mình bạn trải nghiệm thêm mà. Đâu có cứ là mình cứ phải nghỉ làm, nghỉ học để mình có thể đi học đâu. Nhưng mà ý đang nói đây là mình cho phép mình được trải nghiệm thêm những cái khác bên cạnh những cái mà mình đang học, đang làm. Thì đấy là cái câu chuyện trải nghiệm. Tức là khi mà mình đã trải nghiệm rồi, đủ lâu rồi và mình biết mình muốn gì rồi và để mình sẽ tiếp tục trải nghiệm nữa để đi sâu hơn vào cái mình muốn gì đó và mình học thêm nhiều thứ từ những cái mình muốn gì đó. Và ví dụ giả sử với cái hành trình yoga chẳng hạn thì Phúc mất khoảng độ 4 năm không, khoảng độ 3 năm 3 năm gì đó để thực sự là giống kiểu như là mình thực sự thấm nhuần cái thứ mình học, mình thực hành nó và sau đó thì mới chính thức đi dạy. Chính thức đi dạy theo kiểu như là mình có thể kiếm tiền được từ nó. Còn trước đấy là mình dạy theo kiểu như là mình sẽ nói với mọi người rằng mình mới ra trường, mình mới học xong, mình sẽ đi dạy tình nguyện và mọi người chấp nhận cái việc là đây là kiến thức của một cái đứa mới. Tức là mình rất thẳng thắn với họ rằng là mình đang học và mình mới và họ cho phép mình trải nghiệm cái điều đó. Thì lúc đó là mình bắt đầu học thêm được rất nhiều trong cái hành trình đó. Thì mất 3 năm để mình thực sự dạy bắt đầu dạy yoga một cách thực sự. Đấy là cái câu chuyện liên quan đến trải nghiệm. Còn liên quan đến cái câu chuyện là cái nhu cầu sinh tồn của mỗi người, liên quan đến câu chuyện, liên quan đến tài chính, liên quan đến đến cái ăn, cái mặc, liên quan đến những cái nhu cầu rất cơ bản hàng ngày của mình. Thì trước cái lúc mà Phúc nghỉ thì Phúc có chuẩn bị cho mình một cái khoản tài chính nhất định. Tuy nhiên thì đến lúc đó toàn những cái thứ mình làm phi lợi nhuận rồi các thứ, chính vì vậy nên là tiền nong sẽ từ từ nó mất đi và nó không có, mình không có kiếm lại được. Thì mình sẽ cùng lúc đó mình sẽ phải nhìn xem ra là cái nhu cầu thực sự của mình là gì và nó cần cái tài chính đến mức độ nào. Thì giả soát lại thì Phúc sẽ thấy rằng là cái mình sẽ phải cùng lúc mình phải kiếm thêm một ít tiền khi mà mình đã mất đi rồi, khi mình không còn nữa, mình cùng lúc kiếm thêm tiền đấy, mình sẽ phải cân đối nữa là cái chi dùng như thế nào. Bởi vì cái nó sẽ liên quan đến đầu vào nhưng mà nó cũng liên quan đến đầu ra nữa. Thì cái đấy là một cái khoảng thời gian cực kỳ thú vị với Phúc trong cái việc là mình nhìn lại trong cái việc tiết giảm chi tiêu và cái
cân đối xem là mình thực sự cần cái gì, và cái gì mình cần thì mình mua, còn cái gì mình không cần thì mình không mua. Và đến lúc đấy thực sự là mình chỉ có bỏ đi bớt thôi. Ví dụ như là quần áo mình bỏ đi bớt, mình không có, gần như cái thời gian đấy mình không có mua thêm bất cứ điều gì cả hết á. Mình chỉ cho bớt đi thôi, giày dép, quần áo, tất cả mọi thứ mình cho bớt đi. Bởi vì trước đấy mình làm, mình mua sắm rất nhiều. Đặc biệt cái thời gian làm ở các tổ chức phi lợi nhuận. Thì mình bắt đầu học cái cách tiết giảm. Trong khoảng độ mấy năm mà gọi là tiền ít đó thì cái mình học được rất nhiều thứ. Bởi vì là kiểu như là bởi vì cái giới hạn về mặt tài chính nó bắt đầu thúc đẩy cái sự sáng tạo của mình, thúc đẩy cái mình đi tìm một cái giải pháp khác thay vì cái giải pháp truyền thống, thì nó cho mình học được rất nhiều. Và lúc đó mình bắt đầu để ý hơn đến cái sự tiêu dùng của mình, cái chi dùng của mình để ý hơn đến cái những cái liên quan đến thiên nhiên, liên quan đến 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 cái tác động của mình tới cái môi trường xung quanh. Tới cái môi trường xung quanh. Thì đó, đấy là cái mà trong cái khó nó sẽ tạo ra rất nhiều thứ, chỉ là mình có muốn, cái muốn của mình nó lớn đến đâu thôi. Cái muốn của mình nó lớn đến đâu thì thế. Còn trong cái khoảng thời gian đó có những lúc, có những tháng Phúc chỉ sống với khoảng độ 2 3 triệu. Mình hoàn toàn vẫn có thể sống được với nhiều cách khác nhau, chỉ là kể ngày xưa là mình hay bị đóng đô vào cái lúc mà cái lương của mình tháng vài ngàn đô á, thì nó sẽ khác, thì cái chi dùng của mình nó sẽ rất khác. Mình không cần phải nghĩ nhiều về chi dùng. Còn bây giờ đến lúc mình nghĩ, bắt đầu phải nghĩ rồi, mình bắt đầu đi tìm kiếm những cái giải pháp khác, và cái sự sáng tạo của mình nó sẽ thúc đẩy mình rất nhiều. Cái chính cái nhu cầu đó nó thúc đẩy cái sự sáng tạo của mình rất nhiều, và lúc đó mình sẽ bắt gặp một cái lối sống khác. Cho nên ông bà nói là cái khó ló cái khôn đó Đúng đúng rồi, không? đúng rồi, đúng rồi. Chính vì vậy nên là Phúc nghĩ là phụ thuộc vào các bạn, cái muốn của bạn lớn đến mức độ nào, và bạn sống, bạn có trọn vẹn, bạn có đi hết mình với cả cái muốn đấy hay không. Chứ còn nó luôn luôn có giải pháp cho tất cả mọi vấn đề. Phúc nhớ có một cái câu câu rất là hay mà ngày xưa ở cái Phúc rất là tâm đắc từ cái hồi ở corporate cơ, ở cái tập đoàn cao quốc gia đấy, là Chúa không bao giờ đưa ra vấn đề mà không có chìa khóa. God never give us the problem without a key. Vấn đề mày có chịu đi tìm chìa khóa hay không Chính đúng xác, không? chính xác. Vấn đề là mình muốn đi tìm cái chìa khóa đến mức độ nào, và mình thực sự đi hết đến đâu. Em vừa mới nhớ ra cái câu không phải là cái câu chìa khóa, mà là cái câu là luôn luôn có giải pháp cho vấn đề, là chị Phúc có nói với em từ cái hồi mà mình mới gặp nhau, lúc mà em cũng bắt đầu nghề nghiệp hình như cách đây khoảng 3 năm lận á. Thì em cũng có nói những cái vấn đề, những cái băn khoăn khúc mắc của mình trong cái việc bắt đầu phát triển con đường health coach của mình, và chị Phúc có nói với em câu đấy. Nên bây giờ em vẫn nhớ, và đến bây giờ thì confirm chắc chắn là nó đúng như vậy. Ví dụ như là cái đợt mà em xây nhà thì em cũng bắt đầu tìm cách tư duy theo cái lối nó khác truyền thống một chút. Ngày xưa em cũng giống chị Phúc là nếu mà lương một vài ngàn đô ấy thì cái gì ấy mình cũng tìm cách giải quyết bằng tiền. Mình đơn thuần là mình mua thôi, chẳng hạn mình thiếu thì mình mua. Tuy nhiên là đến khi mà mình khó hơn ấy, mình không còn kiếm được như vậy nữa, thì nó có một cái hay là mình bắt đầu tư duy nó ra khỏi cái hộp, thì bắt đầu mình xin rồi mình thu nhặt rồi mình đủ thứ hết, và mình thấy là mọi thứ vật chất nó quá thừa mứa đi đến mức mà đến lúc mà mình nhận cái người cho họ mừng gần chết, tại vì là đỡ chật nhà họ. Và em xin được quá nhiều thứ. Em còn nhớ là lúc mà em tìm cách xin, em chưa chưa xin đâu nha, mà mới chỉ kiểu đăng một cái ảnh kiểu như là cho vui thôi, là ồ nhà mình chưa có đồ đạc hay gì, hoàn toàn cho vui thôi, cũng chưa có một cái ý định gì. Thì có người đã hỏi là gây quỹ tiếp đi em, tại vì trước đó em có gây quỹ xây nhà, bảo là gây quỹ mà mua đồ đạc đi em, kiểu như có cần thêm tiền không, đã có người hỏi như vậy rồi. Thì em mới nói là thôi để em khó một thời gian xem cái khôn của em nó có ló ra không. Và đúng là một thời gian sau thì mình cũng không hề phải gây quỹ thêm để mà mua đồ đạc, bởi vì đơn thuần là mình thu nhặt. Chị Phúc cũng đã cho em mấy bộ vải may rèm,
Và khi nào chị Phúc mà có thời gian lên Đà Lạt sẽ thấy cái đó nó thành cái rèm của nhà em rồi, và cái thanh ấy, cái thanh treo rèm nó cũng là chặt từ cây trúc đi xin của nhà hàng xóm chứ cũng chẳng phải mua gì cả. Nhưng mà nếu như mình không có trải qua những cái khó khăn về mặt tài chính, thực ra cũng không khó khăn lắm đâu, chẳng qua là nó đạp về không so với cái mức nó dồi dào ban đầu thôi. Ừ. Thì nếu mà nói đến những cái câu chuyện tài chính thì thường khi mà những người mà họ chưa trải qua những cái bước chuyển đổi giống như chị em mình á, thì họ sẽ thấy là những người này là những cái người từ bỏ một cái gì đó, ví dụ như là một một mức lương thu nhập cao, một cái sự maybe là một cái sự ngưỡng mộ nào đó ở trong xã hội, hoặc là cái yên tâm của gia đình là con mình nó đang thành đạt chẳng hạn ấy. Và họ nhắc đến như là một cái sự từ bỏ, thì đối với chị Phúc nó có phải là một cái sự từ bỏ không, hay là nó chỉ đơn thuần là chị cảm thấy chị có thêm và chị dồi dào thêm nhưng mà không theo nghĩa là tiền thôi? Với chị thì nó là một sự chuyển đổi. Chị không nghĩ nó là một sự từ bỏ. Có thể là lúc đó nếu mà mình bỏ đi cái tôi của mình bỏ đi cái mình bỏ đi cái kỳ vọng của mọi người dành cho mình á, mình bỏ đi cái bởi vì trước đó khi mà mình ở một cái vị trí mà mình giống kiểu như là chỉ đạo, mình chỉ tay năm ngón, mình kiểu như là chỉ cần cần là có và một cách rất là dễ dàng, thì bây giờ mình sẽ phải giống kiểu như là tự tay tự chân đi đi làm ra cái điều đó. Nó sẽ rất khác. Thì với Phúc thì nó là một sự chuyển đổi, và cái hành trình chuyển đổi đó nó làm thay đổi mình rất nhiều. Nó không nghĩa không phải là nó cái từ bỏ đó, có thể là mọi người hay sử dụng cái từ bỏ, nhưng mà cái từ bỏ ở cái buông bỏ đó, một cái cuộc sống mới, một cái hình dạng mới, một cái hoặc thậm chí thực ra không phải là chỉ hình dạng, một cái lõi mới, một con người mới. Thì nhưng mà dĩ nhiên là trong cái hành trình chuyển đổi đó nó cũng mang rất nhiều những cái tạm gọi là đau thương. Đau thương ở đây là bởi vì giống kiểu như mình sẽ gặp những khó khăn trong cái câu chuyện với gia đình. Mình sẽ gặp những cái khó khăn trong cái câu chuyện là mình đang từ một cái chỗ mà được giống kiểu như là công ty cho thuê nhà rồi được có tài xế riêng. Bây giờ mình sẽ phải đi tự tìm tiền để thuê nhà cho mình. Mình sẽ phải giống kiểu như là bạn bè nó vẫn cứ tiếp tục phát triển, mà trong khi đấy thì mình vẫn đang vật lộn trong những cái khó khăn trong cái hành trình chuyển đổi của mình. Thì những cái đó nó với, tại khi mà mình vẫn đang còn ở trong cái hành trình đó, khi mà mình không nếu mà mình không đủ tỉnh táo thì mình sẽ rất là dễ bị đồng hóa mình với cả những cái điều đó. Và nếu mà mình không có mang những cái sự quyết tâm rất lớn thì mình sẽ là dễ bị chìm ở trong đó. Thì cái hành trình đấy với Phúc là nó mang lại rất nhiều các cái điều thú vị. Trong đấy có cái một những cái điều rất lớn là mình cảm thấy trọn vẹn hơn với cuộc sống. Trọn vẹn hơn là thay vì trước đây mình đi đi xe có tài xế và mình ở trong một cái xe hơi, một cái hộp đó, thì bây giờ mình đi xe đạp. Bởi vì mình cảm thấy đi xe máy mà Phúc lại rất là không có giỏi trong việc đi xe Honda, đi xe máy. Và chính vì vậy nên là Phúc quyết định là mình xe đạp, và cái thời điểm mà Phúc chuyển đi xe đạp là những cái thời điểm đẹp nhất của Phúc. Bởi vì khi mà mình bắt đầu chậm lại, mình bắt đầu quan sát nhiều hơn mọi thứ cuộc sống nó diễn ra, mình bắt đầu tương tác với cả những cái cô chú ở bên vỉa hè, thay vì trước đây là mình lên xe cái mình đi và mình đi đến cái chỗ mình cần thôi. Thì mình bắt đầu nhận ra những cái vẻ đẹp của cuộc sống ở những cái góc nó rất là bình dị, những cái góc nó rất đời thường, nó rất chân thật, nó rất đời. Thì mình cái lúc đó, cái lúc mà đi xe đạp đó, tôi thấy là mình thoải mái hơn rất nhiều. Mình có cái quãng thời gian, ví dụ như đi từ cái tổ chức Phúc làm về đến nhà mình, khi mà mình làm thì mình có cái sự mệt mỏi nhất định, thì cái quãng thời gian mà mình đi bộ hoặc mình đi xe đạp đó, nó cho mình cái cách quãng để mình xả, để mình chậm lại, để mình buông bớt những cái mệt mỏi trước khi mình về đến nhà. Rồi nhiều khi là ví dụ như là đi đi trên đường mà kiểu nó nắng quá thì mình cảm thấy là nó kiểu nó mệt,
mệt nhưng mà xong đấy thì nó đổ mồ hôi rồi về nhà mình cảm thấy là tắm nó rất là đã. Đó thì những cái đấy nó cho mình chạm với những cái góc nó rất mình nhất, mà trước kia cái việc có khi làm việc đổ mồ hôi nó diễn ra rất ít. Lý do là mình cứ lên xe máy lạnh, rồi đến công ty cũng máy lạnh, đến chỗ làm cũng máy lạnh, mình có đâu có bao giờ đổ mồ hôi đâu. Thì bây giờ nó cho mình chạm vào những cái góc khác nhau của mình. Rồi đến cái lúc đó mình sẽ buộc phải là những cái lúc gặp khó khăn đó mình buộc phải giống kiểu chỉnh lại mình, nắn lại mình rằng bây giờ mình phải tỉnh táo, bây giờ mình sẽ phải tĩnh lại để mình tìm một cái giải pháp nó thỏa đáng hơn, nó đáp ứng được những cái vấn đề của nó, giải quyết được những cái vấn đề của mình. Thì lúc đó mình bắt đầu đẩy cái việc thực hành của mình sâu hơn, liên quan đến yoga, liên quan đến thiền. Mình bắt đầu buộc phải dậy sớm hơn để mình có cái khoảng thời gian hơn cho mình. Bởi vì là nếu không thì sau đấy đi làm, bởi vì lúc đó Phúc làm tổ chức phi chính phủ là vẫn làm 8 tiếng một ngày, thì mình buộc phải dậy sớm để mình có cái khoảng thời gian trước đấy cho mình. Và khi mà đi ngủ cũng phải buộc phải ngủ sớm để sau đó mình dậy sớm hơn. Thật tự nhiên tất cả mọi cái khó khăn đó nó tạo cho mình một cái sự chuyển đổi về mặt lối sống. Thì Phúc nghĩ là Phúc luôn 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 nghĩ rằng là thực ra khó khăn nó là một người thầy rất lớn, và có thể lợi thế của bạn đang là khó khăn. Còn có thể là không phải là ai có điều kiện cũng như vậy, nhưng mà có thể là những người có điều kiện họ không có được cơ hội đó để họ vượt qua chính mình, để họ đẩy mình ra khỏi những cái vùng an toàn của mình, để có thể nắn chỉnh lại cái, hoặc chỉnh sửa lại cái cuộc sống của mình, hoặc là sửa lại chính mình. Bây giờ mà nhìn vào cái con đường của mình thì sẽ thấy rất là dài, nhưng mà đồng thời là những cái khó khăn đấy khi mà vượt qua rồi thì lại thấy nó đẹp, đúng không chị? Thì hiện tại là em thấy là mô hình La Vie Belle nó là giống như là một cái kết tinh của những cái tinh thần mà chị đã tâm đắc và thực hành lâu năm và mang đến cho mọi người, và nó tỏa ra cả một cái không gian xanh mướt một màu này. Rồi mình được tập yoga, thiền tập, có những cái hoạt động như vòng tròn chia sẻ, hoặc như hôm nay chị em mình ngồi nói chuyện với nhau là trong ngày làm biếng lazy day, đúng không? Mọi người không phải làm gì mà chỉ có tận hưởng thôi và tự do làm cái điều mình thích. Và em rất là thích mỗi lần mà nghe chị Phúc nói về những cái như là vừa nãy em hỏi chị Phúc là tình nguyện viên tại sao lại phải lên đến 10 người, thì chị Phúc nói là để cho, không phải là vì nhiều việc quá mà cần thêm người, mà là để cho mỗi tình nguyện viên đấy nó không bị quá vất vả và có thêm thời gian cho bản thân mình. Thì thực sự đó là những cái tinh thần rất là đẹp á. Vậy thì bây giờ em rất là muốn được nghe chị Phúc chia sẻ thêm về cái mô hình Karma Stay của La Vie Belle. Thì cái chữ Karma ở đây á, thường mọi người hay hiểu theo nghĩa là nghiệp, đúng không? Và thậm chí là hiểu nghiệp theo một cái nghĩa gì đấy nó rất là xấu, chứ không kiểu coi chừng khẩu nghiệp nha, tức là coi chừng ác mồm nha. Vậy thì cái Karma Stay ở đây nếu phải dịch ra tiếng Việt thì nó là gì, và cái tinh thần cốt lõi của nó là gì, và tại sao chị lại đi theo cái chọn cái mô hình theo cái tinh thần của Karma Stay? Thực ra là cái này tụi mình được truyền cảm hứng bởi bởi một triết lý và bởi một cái mô hình đã có sẵn. Triết lý ở đây là trong cái hành trình cả mình và chồng cùng tham gia yoga và tụi mình thực hành theo con đường yoga cổ điển, thì tụi mình có một cái triết lý và với chính nó thay đổi mình rất nhiều. Đấy là Karma Yoga. Karma Yoga đó là một cái cách mà mình phục vụ phi vụ lợi. Mình làm mọi thứ và buông bỏ cái kết quả của nó. Mình làm mọi thứ trọn vẹn. Trong khi đấy mình buông bỏ cái kết quả. Bởi vì mình sẽ không kiểm soát được cái kết quả nó diễn ra như thế nào, nhưng mà nếu mà mình có cái sự trọn vẹn nhất định thì mình thường là có thể là mình vẫn đạt được kết quả đó, hoặc là kết quả nó cho ra một cái kết quả khác mà đôi khi nó ra một cái kết quả nó lớn hơn rất nhiều so với cái kết quả mình hoạch định ban đầu. Thì đấy là cái triết lý mà tụi mình mà nó cá nhân mình nó làm thay đổi mình rất nhiều, là Karma Yoga. Và cùng sau đó một thời gian thì mình có bắt gặp một cái mô hình của một cái người thầy, một người Anh, và mình có cái cơ hội được tương tác với, đấy là anh Nipun Meha, và liên quan đến cái mô hình của service space là Karma Kitchen.
Thì từ đó tụi mình bảo là ơ, có Karma Kitchen thì tại sao mình không tạo ra một cái của mình và nó đi theo cái tinh thần đó. Thì cái sau khi biết được cái đó và tụi mình bắt đầu nghĩ, và tụi mình cuối cùng tụi mình ra một cái nó là Karma Stay. Cái ở đây đó là cái Karma Stay đó là mình, bởi vì mình hay ví dụ như khi mà một cái mô hình kinh doanh nó được ra đời thì mình sẽ đặt ra là mình sẽ trả phí mọi người là bao nhiêu, và cái phí đấy nó sẽ cover cho được cái chi phí của mình, cái đầu vào, phí đầu vào của mình như thế nào, và cái lợi nhuận của mình muốn có được để nó tạo ra cái sự ổn định, cái sự bền vững của cái tổ chức đấy như thế nào. Thì bây giờ nó cái đấy nó không còn được nữa, không còn nữa, mà nó sẽ còn ở đây, đấy là còn cái sự thực hành liên quan đến cái việc buông kết quả của tụi mình. Và để buông được cái kết quả đó, tụi mình sẽ phải thêm một cái vào, đấy là cái niềm tin vào một cái sự đủ đầy sẵn có ở trong cái trật tự của cái sự sắp xếp của vũ trụ, của tạo hóa, của tất cả những cái duyên lành. Và cái niềm tin ở đây là tin vào cái sự tử tế của mọi người, rằng là khi mà mình không có kỳ vọng là mọi người sẽ phải trả cái chi phí là 500.000, 1.000.000 cho một cái đó, thì nó có thể vẫn diễn ra như vậy. Thì đúng là đến lúc đó thì mình thấy là nó khi mà tụi mình bắt đầu quyết định cái điều đó và tụi mình làm cái đó, thì tụi mình thấy có rất nhiều điều thú vị nó diễn ra, và mọi thứ nó đi theo cái hướng mà tức là giống kiểu mọi thứ nó giống như một cái món quà bất ngờ á. Có người thì họ sẽ không có khả năng trả, như cái thậm chí là có người giống kiểu như họ không trả gì cả. Có người họ đến và họ đi và có người họ sẽ trả theo cái khả năng có thể của họ, và có người họ sẽ trả hơn cái mức trung bình mà mình vẫn có ở đây. Thì tất cả những cái đấy nó tạo ra một cái sự bù trừ nhất định cho nhau, và ở một cái chừng mực nào đó thì cái mô hình nó vẫn kéo dài được cho đến tận bây giờ. Có nghĩa rằng là nó cũng vẫn đang đảm bảo được cái sự bền vững nhất định của tụi nó. Thế còn nó bền vững đến lúc nào thì tụi mình cũng chưa biết. Tuy nhiên thì mình thấy về cá nhân tụi mình thì tụi mình được rất nhiều. Và tụi mình quay trở lại cái xuất phát điểm của cái không gian này. Cái ban đầu khi mà tụi mình thành lập nó là nó xuất phát từ cái nhu cầu của chính tụi mình. Cái nhu cầu là mình có một cái không gian ở trong lòng thiên nhiên để mình có thể hàng ngày sống một cái cuộc sống mà mình vẫn mong muốn, nó chậm hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Mình được có cơ hội, bởi vì nó chậm hơn, nhẹ nhàng hơn, thì mình có cơ hội để làm việc với những thứ mình muốn và sửa mình nhiều hơn. Và cùng lúc đó thì mình có cơ hội được chia sẻ những cái thứ mình giàu có với mọi người. Thì đấy là cái tinh thần lúc đầu. Và chính vì vậy nên là cái ngay từ lúc đầu đó thì tụi mình là cái không gian đó phải làm thế nào để nó mở cửa với tất cả mọi người ở những cái hoàn cảnh kinh tế khác nhau. Sinh viên cũng có thể tham gia được, mà một người giàu có họ cũng có thể tham gia vào được. Thì lúc này cái câu chuyện nó không nằm ở cái câu chuyện về tiền nữa, mà nó sẽ nằm ở cái nhu cầu liên quan đến cái một cái người ở bất kỳ tầng lớp nào họ đều cũng có cái nhu cầu đó, là liên quan đến cái thời gian cho mình, liên quan đến cái sự phát triển của chính mình, liên quan đến sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, thì ai cũng có, bất kể họ ở cái tầng lớp nào, cái hoàn cảnh kinh tế như thế nào, thì nó đáp ứng cái mô hình đó, nó đáp ứng được cái nhu cầu ban đầu của tụi mình, và cùng lúc đó nó hỗ trợ cái sự phát triển cá nhân của tụi mình. Vẫn quay trở lại là rồi rút cuộc tất cả mọi thứ nó đều phục vụ cho cái sự phát triển của chính mình thôi. Nói một cách rất thẳng thắn là như vậy. Bất kể dù bạn làm một cái công việc gì đấy liên quan đến phụng sự, nhưng mà nó cũng là liên quan đến cái sự phát triển cá nhân của bạn, đúng không? Bạn phục vụ phi vụ lợi, nhưng mà nó cũng dĩ nhiên là bạn chia sẻ cái người đấy hết lòng bao nhiêu thì bạn càng có thể thực hành được cái sự vô vị lợi, cái tâm từ, hoặc là cái sự tử tế của bạn bấy nhiêu, đúng không? Rốt cuộc là nó đều có tất cả mọi người tham gia vào đấy đều có lợi mà. Ở một cái lợi theo cái ý mà mình đang chia sẻ ở đây. Quả thực là một cái mô hình nó rất là đẹp ấy.
Bởi vì là như chị Phúc nói là khi mà mình phục vụ người ta thì mặc dù mình không mong chờ như kiểu gì mình cũng sẽ nhận được, và cái nhận được đầu tiên là cái sự phát triển về cái sự tử tế ở trong mình, đúng không? Và vậy thì khi mà mình ở trong một cái mô hình này, mình trải nghiệm như vậy, em thấy là không có ai chê được điều gì hết. Nó cũng tương tự như là mọi người đều rất là thích khi mà đi trải nghiệm ở một số cái trung tâm thiền tập hay là ở những cái nơi như làng Mai chẳng hạn á. Và tùy mỗi người thôi, có những người sẽ có những cái bước chuyển biến giống như chị Phúc, nhưng mà cũng có những cái người mà họ cảm thấy là bây giờ mình lại về với đời sống, về với kinh tế thị trường, và mình rất rất là khó để mà mang những cái thực tập giống như ở đây, là một cái môi trường nó lý tưởng, có thiên nhiên, rồi là có sự thảnh thơi. Còn khi mà người ta về lại, đối với giả sử như chưa nghỉ việc được chẳng hạn á, thì cực kỳ khó để mà duy trì á. Thì theo chị Phúc thì nếu như mà mình vẫn đang ở trong cái môi trường mà mình chưa thực sự là thuận lợi, thì mình có thể duy trì cái sự thực tập của mình như thế nào? Mình nghĩ rằng là cái sự thực tập nó giản dị lắm, mình cũng đừng có quá phức tạp hóa nó lên. Bởi vì cái câu chuyện cuối cùng ở đây là câu chuyện sửa mình. Và sửa mình thì mình có thể sửa được trong vô vàn những cái thứ trong cuộc sống diễn ra của mình. Ví dụ như là khi bạn bạn không cứ là phải thực hành yoga thì bạn mới bạn phải đến lớp tập yoga thì bạn mới thực sự thực hành yoga. Bản chất yoga đó là những cái tư thế. Những cái người yogi của xưa họ đã nhìn quan sát những cái tư thế trong cuộc sống hàng ngày của mọi người và làm cho nó mang tính toàn diện hơn. Xếp nó vào những cái bài tập để nó toàn diện hơn, để cái cơ thể của mình nó được chuyển động ở những cái góc khác nhau, nó được các những cái phần khác nhau trên cơ thể nó được tác động tới, và những cái phần khác nhau trên cơ thể nó được massage. Về bản chất nó chỉ vậy, nó là những cái tư thế hàng ngày của mình, và bây giờ người ta đưa nó thành một cái bài tập mang tính toàn diện hơn về mặt chuyển động. Nếu mà tính các tư thế yoga là như vậy, thì trong cuộc sống hàng ngày bạn hãy để ý cái chuyển động của mình, làm sao để ví dụ như là làm sao để mình đa dạng hóa cái chuyển động của mình. Và thứ hai nữa là ví dụ như là mình sẽ có chuyển động trước, chuyển động sau, rồi lên xuống, rồi phải trái, rồi xoay vòng, xoay tròn đó. Khi mà bạn có được cái sự đa dạng về chuyển động rồi thì và bạn đảm bảo được cái sức khỏe của cuộc sống của bạn, có nghĩa rằng là bạn có được cái sự bảo vệ đối với nó, để làm sao nó không bị nghiêng ngả, nó không bị lệch phải lệch trái quá nhiều. Khi mà bạn ngồi lâu rồi, bạn ngồi khoảng độ một tiếng, bạn thấy mỏi thì hãy đứng lên để làm để có những cái chuyển động khác nó đa dạng hơn. Thì cái đó là bạn đang thực hành yoga đấy chứ. Yoga thì ở các tư thế yoga đấy chứ. Mình đa dạng cái chuyển động trong cuộc sống hàng ngày của mình. Hoặc là ví dụ như là liên quan đến cái sự buông bỏ, nghe thì nó rất lớn. Nhưng mà ví dụ như là thường là ví dụ như bình thường mình trong cuộc sống của mình sẽ thấy là nếu mà mình quan sát mình sẽ thấy mình mang rất nhiều kỳ vọng. Mình kỳ vọng là chồng mình, con trai là phải thế này, nam tính như thế này, phải con gái mình là con phụ nữ thì mình sẽ phải có những cái sự nữ tính như thế này nữa kia, mình mang rất nhiều những áp đặt, những định kiến và vào cho cái những cái người xung quanh của mình, bao gồm cả sếp mình, bao gồm cả đồng nghiệp mình, bao gồm những người thân trong gia đình mình, những cái kỳ vọng đó. Thì bây giờ làm sao để mình bớt đi cái sự hoàn hảo đó, bớt đi cái kỳ vọng đó, để mình có làm cho cái cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng hơn. Đó thì đó là cái sự từ bỏ đấy chứ, đúng không? Cái sự từ bỏ ở những cái rất là nhỏ và nó rất vi tế trong cuộc sống. Hoặc là nhiều khi là mình hoàn hảo là mình buộc là cái công việc này nó phải thực hiện như thế này, nó theo cái ý muốn chủ quan của mình là như thế này. Tuy nhiên thì có thể cái nhân viên ở dưới của mình họ có nếu mà để cho họ có cái không gian, họ có khả năng thực hiện nó tốt hơn mà. Cứ thử để xem sao. Mà nếu mà mình thực sự mình buông cái kết quả đi, mình không cứ răm rắp là nó buộc phải theo mình, thì đó là một cái sự từ bỏ đấy chứ ạ. Rồi còn một cái nữa là liên quan đến cái ví dụ như là cái câu chuyện liên quan đến cái thực hành thư giãn. Thư giãn nó là cái câu chuyện rất lớn trong cái cuộc sống căng thẳng hiện tại. Thì mình đâu cứ phải là phải thư giãn là mình sẽ phải mình phải đến một cái chỗ thiên nhiên. Dĩ nhiên là thiên nhiên nó là lý tưởng rồi, nhưng nếu mình không có được thì hãy chỉ đơn giản là mình có một cái chậu cây đó,
hoặc là mình có ở xung quanh công ty mình hoặc là xung quanh nhà mình nó có những cái góc công viên khác nhau thì mình ra đó. Rồi thậm chí là cái bản chất của thư giãn là gì, cái bản chất của cái là mình đi ra khỏi cái sự căng thẳng, thì đầu tiên mình sẽ tách rời ra khỏi cái sự căng thẳng, ví dụ như là cái môi trường công ty, cái môi trường là cái môi trường đấy nó đang tạo cho mình cái sự căng thẳng nhất định, thì mình đi ra khỏi cái phòng đấy, đi ra khỏi cái phòng đấy tạm trong vài phút, 15 phút, 20 phút gì đó, để mình có được cái sự tách rời so với cả cái môi trường căng thẳng đó, rồi mình đi tìm những cái thứ nó trung tính. Nó trung tính ở đây là có thể là hơi thở, có thể là một cái cây, những cái gì nó mang lại cho mình cái sự nuôi dưỡng, có thể là một cái đi nhìn một con kiến nào đó, xem nó chạy như thế nào. Mình sẽ thấy là nó có rất nhiều những cái thú vị, những cái nhỏ nhặt trong cuộc sống mà mình không để ý tới. Và cái khi mà mình tách mình ra cái khỏi cái môi trường căng thẳng đó thì ở một chừng nào đó, không phải là một cách rất hoàn hảo, nhưng mà một chừng nào đấy cái sự thư giãn nó bắt đầu được diễn ra. Với những cái thứ nó rất trung tính như vậy, bởi vì là thường là khi mà mình căng thẳng là do rất là nhiều những cảm xúc, rồi rất nhiều những cái thứ nó tạo ra những cái cảm xúc đó, hoặc là cái sự mệt mỏi về mặt cơ thể đó, thì bây giờ mình tiếp xúc với những thứ nó rất trung tính đi thì nó sẽ hỗ trợ mình rất nhiều. Thì đó cái mình đâu cứ phải lý tưởng nhất là mình sẽ ở trong những cái môi trường như vậy, khi mà mình có một cái thời gian cho mình, khi mà mình dành trọn vẹn một cái khoảng thời gian nào đó, giống như rất nhiều các bạn tình nguyện viên ở đây, các bạn vẫn dành khoảng độ 3 tháng, 6 tháng, thậm chí 1 năm gì đó ở đây để dành một cái khoảng thời gian đủ lâu để trở lại với chính mình. Và sau đó thì có một cái động lực lớn hơn và xem mình muốn gì, và có một cái động lực lớn hơn để mình đi tiếp. Thì mình không có cái đó thì mình làm trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, làm luôn luôn là tốt hơn những gì mình đang có, vậy là nó cũng đã tốt rồi. Còn nhiều khi mình cầu toàn quá, nó phải là buộc phải môi trường thiên nhiên thì mới thư giãn được, đó lại là một sự cầu toàn khác rồi, đúng không? Đúng rồi. Vậy là mình lại sẽ lại phụ thuộc vào cái hoàn cảnh phía bên ngoài. Chính xác. Bởi vì bản chất thành phố nào mà chẳng có cây thì đó. Hoặc không thể tự trồng cây đi. Chính xác. Đúng rồi, cái đấy là cái rất thú vị luôn. Bởi vì khi mà mình không có thì mình bắt đầu phải động não. Và khi động não rồi thì mình bắt đầu thấy là cái việc mà mình nhúng tay nhúng chân vào trong những cái công việc tay chân đó, nó là một cái cực kỳ quan trọng. Và đặc biệt là các bạn càng làm các cái môi trường công sở, khi mà mình làm càng nhiều máy lạnh bao nhiêu thì mình nên làm nhiều các cái công việc tay chân. Với trải nghiệm của cá nhân Phúc thì các công việc tay chân nó mang lại rất nhiều cái sự cân bằng. Có thể là nấu ăn, mình được tiếp xúc với những thứ nó mang lại sự sống cho mình được tiếp xúc với những cái mà nó giống kiểu nó mang lại cái sự nuôi dưỡng cho cuộc sống của mình tiếp chạm với rau, với củ quả, với gạo, với nước, với những cái thứ đất nước lửa khí đó là ở đó cả ra, đúng không? Thì hoặc rồi mình bắt đầu quét cái nhà, mình quét cái nhà mà mình quét trong cái sự chậm rãi, trong cái sự quan sát ở đó, nó cũng là một sự thực hành mà, đúng không? Rồi những cái liên quan đến cái việc mà ví dụ như là Phúc nhớ là khi mà mình bắt đầu khó khăn hơn, mình bắt đầu để ý đến cái việc là mình tự tay làm ra những thứ mình không mua được. Thì trong đấy có việc là ví dụ đến ngày sinh nhật chồng mình thì mình bắt đầu thay vì đi mua bánh gato thì mình bắt đầu tự làm bánh gato. Bây giờ thông tin nhiều mà sao mình đã phải kiếm công thức rất là đơn giản, sao mình phải phụ thuộc vào cái việc mà mình đi ra ngoài mua bánh. Rồi mình bắt đầu đấy là ví dụ như là Phúc nhớ là có thời gian tụi Phúc khó khăn về mặt tài chính. Thế là cái việc mà chuyển đến một cái chỗ mới thì mình sẽ cần các cái đồ gọi là furniture, nội thất ở trong nhà. Thế là chồng Phúc anh quyết định là tự làm. Thế là cái hồi đấy ở trên Sài Gòn thì anh bắt đầu ra những cái cửa hàng kiểu như là người ta ve chai các thứ, và ở đấy thì người dân Sài Gòn họ vứt đi rất nhiều những cái đồ gia dụng rất đẹp. Và thậm chí nó còn những cửa sổ trời ơi gỗ đẹp vô cùng luôn. Thì bọn Phúc nhớ là mua chỉ có độ 20.000 một cái cửa sổ. Và mua khoảng độ cả 5-60 cái cửa sổ như vậy. Và mất có mấy trăm ngàn. Và về anh ấy mua thêm một bộ đồ dụng cụ để làm gỗ nữa. Và anh ấy làm đủ để cho cái, ví dụ như mình có cái bàn để ăn, mình có rất nhiều thứ, cái tủ, tủ quần áo, mình có rất nhiều thứ làm tự làm. Và cái câu chuyện là tiết kiệm được thành tiết kiệm tiền, nó là một cái câu chuyện lúc đó là câu chuyện nhỏ, bởi vì cái sự thỏa mãn của mình trên cái hành trình đấy nó lớn hơn rất nhiều. Bạn cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều với bạn khi mà bạn bắt đầu có thể làm ra những thứ,
và trong đấy thì bạn bắt đầu ngắm nghía, chiêm ngưỡng nó, rồi cái sự hài lòng với cá nhân của mình nó diễn ra, cái sự tự tin với những gì, với giống kiểu bàn tay khối óc này có thể làm ra được mọi thứ, bàn tay mình làm ra tất cả, thì nó lớn hơn rất nhiều. Và lúc đó cái sự trọn vẹn với cuộc sống của mình nó cũng đi ra từ đó. Thì Phúc nghĩ là cái câu chuyện liên quan đến đến cái các công việc tay chân, đến cái nó cũng là một yếu tố rất quan trọng. Rất là hay. Trời ơi, em cũng thích cái tinh thần này và cũng đang thực hành cái tinh thần này, nhưng mà nghe chị Phúc nói thì em cũng cảm thấy có những cái sự xúc động nhất định á. Bởi vì khi mà mình bây giờ mình nói lý thuyết là như thế, nhưng mà mình cứ phải trải qua và mình cứ phải làm và phải thực hành thì mình mới nhìn ra được cái kết quả của nó. Và thậm chí là thực hành lần đầu có thể vẫn thất vọng, bởi vì lúc đấy mình chưa có kỹ năng, mình vẫn gà công nghiệp hay như thế nào đấy, nhưng mà mình kiên trì với nó thì đúng là cái sự giàu có nó đến với mình thông qua cái việc là mình vỡ vạc ra được những cái điều gì đấy ở trong cuộc sống và trong con người mình, và mình trở nên tốt đẹp hơn, đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, sắp hết giờ rồi, và kiểu cảm thấy rất là muốn hỏi chị Phúc khoảng là ghi ra khoảng 10 câu nãy giờ, thấy với hỏi được có một vài câu à. Thì bây giờ một cái câu hỏi cuối đi. Thì nếu như mà chị Phúc có một cái gì đó mình thực sự muốn nói với tất cả mọi người thì đó sẽ là điều gì? Một điều thôi. Có thể cho 10 giây suy nghĩ. Chị nghĩ rằng là cái từ trọn vẹn nó sẽ cần được đưa ra rất nhiều ở đây á. Trọn vẹn với công việc mình đang làm. Khi mà mình trọn vẹn nó sẽ chạm đến được cái đỉnh của nó. Trọn vẹn với những thứ mà mình đang có. Là như thế nào? Có nghĩa rằng là ví dụ như là mình trọn vẹn với những thứ mình đang làm, nghĩa là mình làm hết sức cái khả năng có thể của mình. Bất kể là mình đang ở cái vị trí nào, công việc gì, mình đã dành hết cái tâm sức của mình, dành hết những gì mình có cho cái công việc đấy chưa? Với một cái mối quan hệ có ở đây, có thể là một mối quan hệ mình có một đứa con, hoặc mình có một người yêu, hoặc mình có một cái mối quan hệ với ba mẹ của mình chẳng hạn. Mình cứ suốt ngày đổ lỗi, mình đã trọn vẹn với cái đó chưa, mình đã làm cái gì được cho cái mối quan hệ đấy chưa, mình đã dành thời gian một cách thực sự cho cái mối quan hệ đấy chưa, hay là lúc mình gặp thì mình sẽ ở con bận thế này, con bận thế kia, rồi mình về nhà thăm bố mẹ thì vẫn máy tính, rồi vẫn điện thoại, rồi mình có thời gian để dành để nói chuyện, thực sự tìm hiểu xem là các cụ đang cần gì, các cụ đang cảm thấy thế này, các cụ đang muốn gì chưa. Thì Phúc nghĩ là cái từ trọn vẹn với Phúc nó luôn luôn một từ rất lớn, bởi vì Phúc nghĩ rằng là mình đã trọn vẹn với những công việc mình đã làm, với những ông sếp trước đây của mình, với những công việc trước đây của mình. Và chính vì vậy nên đến lúc tự khắc cái đó nó sẽ đẩy đến một cái đỉnh, và cái đỉnh đó nó sẽ tạo ra một cái sự chuyển đổi sau đó. Và cái đấy nó sẽ tạo ra cái việc là mình muốn gì. Không có trọn vẹn không, rất khó để có thể biết được mình muốn gì. Bạn không trọn vẹn với cái thứ rất nhỏ, với cái việc nấu cơm thì bạn sẽ không có, rất khó để biết được là cái việc nấu cơm đấy nó khó khăn đến mức độ nào, và mình muốn gì trong cái việc cái bữa ăn đó. Thì cái việc muốn gì nó phải bắt đầu từ những cái rất nhỏ, và xong đấy thì đến cái câu chuyện nó lớn hơn. Thì mình trọn vẹn với cả cái mối quan hệ với bố mẹ thì mình sẽ bắt đầu biết nói không với những mối quan hệ không quan trọng bằng. Thì cái câu chuyện nói không, nói có nó cũng là một cái rất lớn, nhưng mà nó phụ thuộc vào, nếu mà mình trọn vẹn thì mình sẽ phải, không thể nào mình trọn vẹn với cả 10 mối quan hệ được đâu luôn á. Mình sẽ phải trọn vẹn với khoảng độ vài mối quan hệ thôi, thì cái vài đó sẽ buộc mình phải nói không với những mối quan hệ khác. Và từ từ nó sẽ lọc để mình biết là mình muốn gì. Wow. Cảm ơn chị. Thì cũng nghĩ là cái trọn vẹn đấy là cái rất lớn. Cảm ơn chị Phúc, một cái thông điệp thật sự rất là tuyệt vời để kết thúc cái buổi podcast ngày hôm nay của chúng mình. Và cảm ơn chị đã cho em ngồi ở đây
trong không gian của La Vie Belle và thực hiện phỏng vấn không phải trong một căn phòng kín. Thì và cái tinh thần của chị nó vẫn sẽ, em thực sự rất là tin tưởng nó truyền cảm hứng cho em ngay lúc này đây, và nó sẽ truyền cảm hứng cho rất là nhiều người đang nghe podcast này. Và hy vọng là tất cả chúng ta sẽ ở trên cái hành trình của riêng mình, theo cách của riêng mình, nhưng càng ngày sẽ càng học được cái cách sống trọn vẹn được với những cái người thân yêu nhất và với những cái trải nghiệm sống của mình và với chính bản thân mình trong từng khoảnh khắc. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, cảm ơn Nam Phương đã cho cơ hội để có cơ hội được chia sẻ một chút cái hành trình của mình. Chúc mọi người luôn có những cái giây phút trọn vẹn. Yay! Nam Phương và chị Phúc xin chào mọi người, tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại ở phần sau nhé. Bye bye!